Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và ngành du lịch phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để duy trì sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, duy trì ổn định tình hình kinh tế xã hội. Bảo đảm tuân thủ giải pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K cộng vaccine và tích cực ứng dụng công nghệ rộng rãi, chặt chẽ để duy trì ổn định hoạt động du lịch, đảm bảo thích ứng với điều kiện dịch bệnh và sớm phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19, đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực như du lịch thông minh, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch ẩm thực, đổi mới nội dung, đa dạng phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.